Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 14 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Dự báo đến 22 giờ tối nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Trung Lào, giờ cấp 6, giờ cấp 8. Đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan dần. Mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng dự báo vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, đêm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giờ cấp 8, 62 đến 74 km/h, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Từ chiều tối nay đến ngày 20 tháng 9, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ tán 238 hộ dân với khoảng trên 900 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, huyện Lệ Thủy đã di dời 35 hộ với 100 khẩu. Huyện Bố Trạch đã di dời 82 hộ với 347 khẩu. Huyện Tuyên Hóa di dời 27 hộ với 90 khẩu và huyện Minh Hóa 94 hộ với 381 khẩu. Tỉnh cũng có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Mưa lớn đã khiến khu tái định cư Bản Cập, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa có sạt lở nhẹ. Đơn vị sẽ tiếp nhận triển khai lực lượng phối hợp với công an, quân sự xã Hướng Lập và Hướng Việt vận động di dời các hộ còn lại trong vị trí nguy cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Các lực lượng tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ nhiều gia đình tại vùng xung yếu, ven biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, đắp bao cát, chăn chống lại nhà cửa. Đợt thiên tai này được dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế tập trung ứng phó, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trước, trong và sau thiên tai. Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, các đơn vị của thành phố Đà Nẵng đã tổng ra quân trên toàn địa bàn, triển khai nhanh các giải pháp nhằm góp phần hạn chế ngập úng và thiệt hại thời tiết phức tạp. Thành phố yêu cầu tất cả quận huyện, xã phường sẵn sàng các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá.